Hôm nay dụng của đất á, đưa lên cho anh em xem một con mồi lở nha anh em. Con này thì con thổ, âm giọng nó là đúng chất của một con thổ mà lúc mà hồi xưa mà rừng núi lúc trước con lại này nha anh em. Đó, ngay hôm nay mà con chim này là có được bộ lông vậy nè, với cái đầu vậy nè, thì cũng rất là gian nan nha anh em. Bây giờ cái đầu này nó đẹp nè, lúc trước á nó rất là nhát nha anh em. Con này lúc trước bác nó xuống á, là kẹp chân nó tim riệm thôi. Lớn chim nha anh em, chúng con chim mình lão luyện ngô rừng rồi. Thu phục con chim này là nói cho vào đường gù á, nó gù kinh khủng nha anh em. Và đặc biệt á, nó có một cái nước rất là hay hiện bây giờ nè anh em à. Nó thúc gù khống. Còn ở nhà mà cứ cây cách cây á, cây cách cây mà anh em cứ mở miệng lên là thúc nó đổ, thúc nó đổ, thúc nó đổ thôi. Một ngày nó gù, nói chung một ngày mà nó tự xuống á, tự đổ gù á, kẻ chém sạc là bình thường nếu mà chim ở gần gần nha anh em. Chứ con bình thường ở xe xe thì ít hơn, vì nó có cái nết thúc gù và nết khống, cộng với khi gần gần là chanh long mà chỉ gù nhiều hơn nữa, nên mình nói là rất là chính xác để cho anh em hiểu. Và nó bắt được 4 con thôi, 4 con chim này bắt đều là chim gù hết nha anh em. Nó là hình thù bắp chuối to, to tròn cọc con chim, nó gù con chim lên chứ không, nó không phải dài nha anh em. Còn kẹp chân nè, tiếng giống, tiếng thúc gù, nói chung là đúng chất của một con thổ luôn nha anh em. Đầu mặt rất là ác. Đó, cái chớn đây nè, cái chớn đây nè anh em à, là cái chớn hồi xưa mà tọng nha anh em, bắt giờ bổi nó tọng á, tọng lên á. Nhưng mà dù con gớm nữa nha, chà lè cái đâu thôi, nhưng mà con này là không có chống ghe nha. Đó, mình nuôi cứ kỹ càng, bài bản, đi nhử với rồi xe ngay lòng nuôi nuôi là không sao nha anh em. Hiện bây giờ anh em tìm một con thổ mà đóng một cái cặp chân cỡ này thì khó có lắm nha anh em. Nó đúng là mình bầu cổ thét mắt ba trong lỡ, khớp đầu rất đẹp nha anh em. Cái đầu này nhọn quắc thôi, còn khi nó cắt anh em nuôi, nếu mà anh em nào có cơ hội mà sở hữu nó nuôi á, thì nó cắt âm giống hay là nó tranh nhau nó đổ thì tự động anh em nghe là đúng chất của một con thổ luôn nha anh em. Kết hợp với một con đồng chơi nữa thì vô địch. Thì con này thì hiện bây giờ nó chỉ ở lồng lé, nó bắt được 4 con thôi. Sau này anh em nào mà muốn sở hữu chơi á, đào tạo lồng gì thì anh em đào tạo chơi. Anh em xem bộ cơm nè, cơm vuông nhỏ đóng điều, chặt lông điên thui nha anh em. Còn anh em thấy dân vui không? Năm mưa ngay nữa bộ lông con chim này nó mới đăng cấp nha anh em, mới đẹp. Hiện bây giờ thì tháng mấy này á, mình thẻ qua lên lòng nuôi thì mình chưa có cho qua lòng giữ đi lại, vì mình tiếc bộ lông nha anh em. Bộ lông còn nó còn hơi chưa được về. Yeah. Đồ của con chim này thì anh em giữ chơi, chạm bổi anh em nuôi ba bán, chạm bổi rớt bao dân hậu bao anh em chơi luôn, cộng với lại âm thổ rất là hay nữa nha anh em. Âm thổ cực kỳ hay và khống rước thúc gu mở miệng lên là đổ thì không còn gì bằng nữa nha anh em. Anh em thấy dân cừu không? Cơm.
sắm luôn nha nè, nói vậy cho anh em vợ hiểu, cắn sắm luôn. Em thấy không? Nó như Mighty Tron nha nè. Vừa thì đã thổ rồi mà dán một ngày là đổ cả trăm chàng này thì đâu phải đơn giản đúng không anh em? Đi ăn thì cũng đơn giản thôi, lua khô thôi, lâu lâu bỏ ít cơ nha anh em. Rồi anh em nào cứ nhìn nhận kênh mình, tin tưởng mến mình, đặt niềm tin chỗ mình á, thì anh em cứ alo, mình sẽ giao lưu cho anh em con thổ đúng chất là giọng thổ luôn, có nước thúc gù khống rước. Con chim này thì sau này anh em bắt bối thì nhiễm ấy, thì anh em lúc đó sẽ riêng cái nước rước nha anh em, cái nước phóng xe của nó đó, về nốt anh nhè thúc gù khống nữa để anh em chơi, kết hợp một con thành nhiều con á, thì anh em cứ alo mình sẽ giao lưu cho anh em. Rồi xin chào hết tất cả nhà anh em nào vừa xem cái video này của mình nha.